Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tranh thủ nguồn đầu tư của cấp trên, nguồn xã hội hóa và đặc biệt là từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất. Các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện có 12 trường xây mới với tổng số 180 phòng học và gần 70 phòng chức năng, kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Địa phương xây nhiều là xã Việt Cường gần 40 phòng học, phòng chức năng, xã Liêu Xá 15 phòng học, xã Tân Lập 12 phòng học.